vừa rồi chúng ta hay bị sai. Tại vì khi mình bend mình lấy hai dây, dây 1 và dây 2 hoặc là dây 3 và dây 2. Khi mình lấy hai dây như vậy, nếu như mà cái tần số âm thanh của hai dây đó nó không đúng, nó sẽ rung. Nó rung mà rất là ồn. Nguyên nhân của việc này là khi mình bend dây 2 nè, cái dây 1 mình không giữ lại, mình bend theo luôn. Hoặc là mình bend dây 3, cái dây 2 mình không giữ lại cho đúng nốt, mình bend theo luôn. Bend theo cũng thói quen thôi. Có nghĩa là mình bend dây 2 nhưng mà bend hai ngón này, nhưng mà ngón trỏ nó bend theo. Dây 2 cũng vậy, cũng vậy. Nó tạo ra một cái thói quen, khi mình sử dụng hai dây thì mình không làm được. Để tránh cái trường hợp này thì mình phải ý thức lại cái ngón trỏ này bend trước. Ok, ý thức lại cái ngón trỏ này thôi. Tập nhiều bài nó sẽ quen, tập nhiều lần cho nó vang lên cả hai nốt. Cái chỗ này nó hay sử dụng cho một số bài, ví dụ như bài Highway Star.